bài tin mừng hàng ngày, bài suy niệm hàng ngày. Sống theo lời Chúa TV. Ngày 24 tháng 6, sinh nhật Thánh Gioan Bautista. Vợ ngươi sẽ sinh hạ cho ngươi một con trai, và ngươi sẽ gọi tên con trẻ là Gioan. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Vào thời Herode làm vua xứ Judea, có một tư tế tên là Zacharia, thuộc phiên ban Abia, và vợ ông bởi dòng dõi Aaron tên là Elizabeth. Cả hai là người công chính trước mặt Thiên Chúa, ăn ở theo mọi giới răn và lề luật của Chúa. Không ai trách được điều gì. Nhưng họ lại không con, vì Elizabeth son sẻ và cả hai đã đến tuổi già. Xảy ra khi Zacharia chu toàn chức vụ tư tế trước mặt Thiên Chúa, theo lượt của phiên mình như tục lệ hàng tư tế, ông bắt thăm và chúng việc vào cung Thánh Chúa mà dâng hương. Đang lúc toàn thể đám đông dân chúng cầu nguyện bên ngoài, trong giờ dâng hương, bây giờ Thiên Thần Chúa hiện ra cùng ông, đứng bên phải hương án. Zacharia thấy vậy thì hoảng hốt, sự kinh hoàng đột nhập vào ông. Nhưng Thiên Thần nói với ông rằng: Zacharia, đừng sợ, vì lời ngươi cầu nguyện đã được nhậm rồi. Elizabeth vợ ngươi sẽ sinh hạ cho ngươi một con trai, và ngươi sẽ gọi tên con trẻ là Gioan. Ngươi sẽ được vui mừng hân hoan, và nhiều người cũng sẽ vui mừng vì việc con trẻ sinh ra. Vì trẻ này sẽ nên cao trọng trước mặt Chúa, sẽ không uống rượu và thức có men, sẽ được tràn đầy Thánh Thần ngay từ lòng mẹ, sẽ đem nhiều con cái Israel trở về cùng Chúa là Thiên Chúa. Trẻ này đi sẽ đi trước người trong thần trí và quyền lực của Elia, để đổi lòng dạ cha ông về với con cháu, kẻ ngỗ nghịch về lại với lương tri của những người công chính, dọn cho Chúa một đoàn dân chuẩn bị sẵn sàng. Đó là lời Chúa. Suy niệm và cầu nguyện. Tên của Thiên Chúa đặt cho tên con trẻ là Gioan. Gioan có nghĩa là Thiên Chúa là ân sủng. Gioan là tên mà chính Thiên Chúa phán bảo ông Zacharia phải đặt cho con trai của mình, được sinh bởi bà Elizabeth vợ ông. Đây là cái tên mà trong dòng họ tự bao đời này chưa hề có. Vì thế, tên Gioan mang tính mặc khải mầu nhiệm Thiên Chúa xót thương và thi ân. Và đúng là như thế, bởi con trẻ này sẽ được tràn đầy Thánh Thần, đi trước đấng cứu thế, dọn lối cho người. Mỗi chúng ta cũng đã có một cái tên do cha mẹ đặt cho. Khi đặt tên cho con, cha mẹ nào cũng gửi gắm vào trong cái tên ấy một ước muốn thánh thiện, là mong cho con mình trở thành một con người tốt lành, thành công trong đời người. Với các Kitô hữu thì điều quý giá nhất chính là qua bí tích thánh tẩy, mỗi người lại được nhận một cái tên mới do chính Thiên Chúa đặt cho. Cái tên ấy là Kitô hữu, để được tháp nhật vào dòng họ của Thiên Chúa, vào gia đình của Thiên Chúa. Chúng ta không chỉ đi trước dọn đường cho Chúa Giêsu đến như Gioan tiền hô, mà chính là Đức Kitô đang cùng đi với chúng ta trong hành trình đời người, để chúng ta cùng với người làm công việc của người là cứu thế. Còn gì vinh dự cho bằng, còn gì cao quý cho bằng. Nhưng thiết tưởng được mấy người nhận ra cái hồng phúc vinh dự ấy, để mà thực hiện trọn vẹn thánh ý của Chúa giữa cuộc đời này. Xin hãy nhớ tên của mỗi người chúng ta là Kitô hữu, có Chúa Kitô. Vậy ta phải sống, phải làm việc như Đức Giêsu Kitô đã sống và làm việc. Xin Thánh Gioan cầu thay nguyện giúp cho các gia đình sống đúng với tên gọi mới mà Thiên Chúa đã ban cho khi đã được thanh tẩy. Một Giêsu Kitô mới, trong thời đại mới, hành trình mới, sứ vụ mới,
là loan báo cho mọi người biết tin mừng về lòng thương xót và ơn cứu độ của Thiên Chúa. Amen. Rất thánh trái tim Đức Chúa Giêsu là nơi kẻ âu lo được nhờ mọi bề an nhàn. Thương xót chúng con. Thánh Gioan nói: Thiên Chúa là tình yêu. Ai sống trong tình yêu là thực sống trong Chúa. Kính chào tháng 6, kính suy tôn, kính chiêm ngưỡng, kính cảm tạ tình yêu Thiên Chúa qua tình yêu Chúa Giêsu Kitô cùng với Chúa Thánh Thần. Mỗi con người đã được đón nhận tình yêu của Thiên Chúa từ sự hiện hữu trên trần gian đến sức khỏe, vẻ đẹp, tài hoa và nhất là trái tim biết yêu Chúa, yêu nhau, yêu đời, yêu người. Thế nhưng chỉ có người cảm nghiệm được tình yêu ấy, hồng ân ấy và yêu như Chúa yêu, người ấy mới thực hạnh phúc. Vâng, lạy Chúa, nếu không có tình yêu thì đời con như đã chết. Nếu không biết cho đi thì làm sao mong sẽ được gì. Nếu không có bác ái thì lòng con như cây bồng, như thùng rỗng, như tiếng thanh la tan trong hư không. Xin cho con thực lòng yêu tha nhân như mình, vì khi yêu mến tha nhân còn loan truyền tình cha nhân ái. Amen. Sống trong cuộc đời chỉ một người biết sống yêu cho người, người ấy thật là người. Lạy Chúa, nếu không sống để yêu thì đời con như đã chết. Nếu không biết cho đi làm sao mong sẽ được gì. Nếu không có bác ai thì lòng con như cây mộng, như thùng rỗng, như tiếng thanh la tan trong hư không. Một người không biết yêu ai mà nguyện cầu Thiên Chúa yêu mình. Một người không biết cho ai mà nguyện cầu lạy Chúa ban ơn. Một người không chia phận người mà đòi ai nấy chia phận mình. Chỉ một người biết sống yêu cho người, người ấy được nhận lời. Lạy Chúa, nếu không sống để yêu thì đời con như đã chết. Nếu không biết cho đi thì làm sao mong sẽ được gì. Nếu không có bác ai thì lòng con như cây bồng, như thùng rỗng, như tiếng thanh la tan trong hư không. Có an bình, một người
lắng nghe ai, là người đánh mất đôi tai, một người hơn thua từng ngày, là người ham sống trong đọa đày, chỉ một người biết sống yêu cho người, người ấy trường thọ hoài. Lạy Chúa, nếu không sống để yêu thì đời con như đã chết, nếu không biết cho đi thì làm sao mong sẽ được gì, nếu không có bác ai thì lòng con như cây mộng, như thùng rỗng, như tiếng thanh la tan trong hư không. Xin cho con thương lòng yêu tha nhân như mình, vì khi thương mến tha nhân con loan truyền tình cha nhân ái. Đôi tay con cho người, vì khi từng thành ba vai, con tạ ơn hồng ân Chúa Trời.